các bạn, mình đang có mặt tại đường Trường Chinh nha. Đây có một cái Mercedes-Benz Vietnam Star trên đường Trường Chinh luôn. Ok, đây là đường Trường Chinh nha các bạn. Hôm nay là sáng chủ nhật, giờ hơi khoảng 8 rưỡi rồi, nhưng mà trời không có nắng, rất là mát, không khí hơi se lạnh. Mình rất thích tiết trời kiểu như thế này. Có công chuyện đi quận 10. Cái góc này là chế làm viên nè. Thì mình sẽ đi quận 10 và chỗ cái đường Lãnh Bình Thăng đó các bạn. Một cái buổi offline cho nó thì sẽ đi ra đó nha. Các bạn thấy vui.com không? Cái đây là một cái thương hiệu của bên Thế Giới Di Động các bạn. Thế Giới Di Động thì trước đây được biết đến, bạn nghe cái tên qua thì bạn cũng biết là nó làm về điện thoại di động, nhưng mà gần đây thì nó lấn sân sang các mảng như là mua hàng, bán hàng online nè, sàn giao dịch rồi có thêm những cái mảng về thực phẩm nữa. Nó mở một chuỗi hệ thống những cửa hàng về Bắc Hóa Xanh để cung cấp những cái thực phẩm kiểu như siêu thị mini các bạn. Rồi bên cạnh đó là nó còn lắng sang mảng điện máy nữa. Mà thấy hôm nay chủ nhật có rất nhiều cửa hàng người ta chưa có mở cửa hoặc là người ta không mở cửa, thì hôm nay là ngày nghỉ các bạn đó, nên là đường nó vắng vẻ hơn hẳn so với ngày thường. Đây là đường Trường Chinh rồi nha. Góc này hồi nãy là buổi đầu mình đi qua rồi, giờ là Trường Chinh. Đi tới một xíu nữa là Tân Kỳ, Tân Quý và Trường Chinh. Các bạn thấy cái khác hẳn với những cái ngày mà nó thì thường nó giờ này là đi rất là đông đúc, rất là dễ bị kẹt xe.
cơ rồi các bạn. Hầu hết là mình thấy đóng cửa vì theo ngày thường thì giờ này là đã làm việc rồi. Tổng sàn cuối năm giờ tới Tết còn khoảng 1 tháng nữa à, nên là dịp này là dịp xả hàng, dịp cuối năm buôn bán rất là sầm uất. Nãy giờ là lũy bắn bít với lại ô cơ các bạn à, từ đây mình sẽ đi thẳng lên ô cơ luôn, sau rẽ phải Lạc Long Quân rồi sẽ tiếp tục đi Hồng Bích Kim qua Lãnh Đình Thăng, đó là cái lộ trình đấy. Ở đâu mà đẹp dữ không, đường xá cây cối đẹp quá ha. Đây là một trong những cái nơi mà nó phát triển rất là mạnh ở trên con đường Âu Cơ này, vì nó có những cái tòa chung cư rồi những cái siêu thị gần đó nên được làm rất là đẹp. Khu vực dưới này thì lại những đường xá nó hẹp là một. Và thứ hai là nó không phát triển bằng cái ở các quận như quận 1 rồi đó. Nên là mình Tết mình chưa thấy trang trí nhiều. Còn ở quận 1 rồi các bạn thấy là trang trí rất đẹp. Đèn hoa rất là đẹp. Tại vì cái Âu Cơ nó hơi bị tắt đường nha, cho nên là cái gì mình sẽ quẹo vô cái đường khu đường kênh Tân Hóa. Đây đường kênh Tân Hóa đây. Đi đường này cho trống bớt nha.
nghe nói trước đây là con đường này nó là đường kênh núi gì đó, tại vì nó có một cái kênh rất là hôi núi đó, rác thải rồi chất thải này nọ được xả xuống kênh này, nên là cái đường này ít có người đi lắm. Sau này thì chính quyền địa phương người ta quy hoạch lại, xây dựng lại rồi cải tạo lại, nên bây giờ thành một cái con đường rất là ngon lành. Các bạn đi thấy không, đường rất là láng con luôn. Và bây giờ là rất nhiều hàng quán mọc lên ở đây. Cách đây mình nghĩ nó chỉ cần tầm 2 năm thôi, tại trước đây mình có ở đây thì nó phát triển rất là nhanh. Xe qua xe lại mà rất là nhiều cửa hàng rồi, nhớ nhiều nhà mọc lên đây. Và bây giờ con đường này trở thành một con đường rất là sầm uất. Giờ mình sẽ rẽ vào đường Quân Việt nha. Trong đường Quân Việt này nổi tiếng là con đường về làm dép các bạn, giày dép. Đó, tới lúc này là mình đã nghe cái mùi mũ cao su người ta làm dép rồi các bạn. Đó, bạn thấy là họ trưng bày rất là nhiều nha. Qua đây mới nhiều nữa nè. Và cái trong khu vực này người Hoa sinh sống rất là nhiều. Đặc nét mà tiêu biểu là các bạn thấy trước nhà họ thường dán những cái tờ giấy trường tà gì đó, hay là gặp may mắn gì đó mình không rõ. Đó, thấy chợ dép bán không? Đây là có những cái xưởng rất là lớn luôn làm dép ở trong này. Và đây chính là nơi mà cung cấp dép đi các thị trường khác trong nước, còn nước ngoài thì mình không biết. Đó, đây là một trong những cái xưởng của mình. Đây là các bạn thấy không, rất là nhiều dép. Các bạn sang đây cũng còn đó, thì những cái tấm này người ta bán để phục vụ nhiều có nhu cầu khác nhau, người ta lượm, người ta làm trong thấm gì đó, rồi làm dép. Đó, ra tới đây vẫn còn các bạn. Đây là cái đường Trịnh Đình Trọng. Nãy giờ mình đang đi là đường Trịnh Đình Trọng các bạn. Nó có một cái chợ nè các bạn, chợ nhỏ đó, bán bưởi, bán nhà cây. Nhớ là ngày đây nó có một cái quán bán xôi, bán mì rất là ngon. Đây, qua đây, bánh mì đây. Mình vào mua xôi ăn nha.